Chặng thứ 9. Suy niệm. Lạy Chúa Giêsu, con hình dung ra Chúa ngã xuống đất lần thứ 3. Chúa đã ngã xuống đất 2 lần và cả 2 lần Chúa đã đứng dậy. Giờ đây, sức chịu đựng và những đau đớn của Chúa đã đến giới hạn tận cùng. Lúc này đây, cái té ngã thứ 3 này, Chúa dường như hoàn toàn kiệt sức. Bao nhiêu lần trong cuộc sống hàng ngày, chúng con vấp ngã. Chúng con vấp ngã quá thường, đến mức không còn đếm nổi. Tuy nhiên, chúng con luôn hy vọng trong mỗi lần vấp ngã rằng đây sẽ là lần cuối cùng, bởi vì chúng con cần can đảm và hy vọng để đối mặt với khổ đau. Khi một người vấp ngã quá nhiều lần, tất cả sức mạnh cuối cùng đều cạn kiệt và mọi hy vọng đều tan biến. Con tưởng tượng con đang đi bên cạnh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa đi dần đến cái chết của Chúa, thật khó để nghĩ rằng Chúa chính là con của Đức Chúa Trời. Người nào đó đã cố gắng giúp Chúa, nhưng giờ đây Chúa đã kiệt sức, bất động và tê liệt. Dường như Chúa không thể đi xa hơn. Tuy nhiên, thật bất ngờ, con thấy Chúa đứng dậy, đứng thẳng người trên đôi chân, bất kể trọng lượng của thập giá trên vai Chúa, và Chúa lại bắt đầu lê bước. Vâng, Chúa đang đi đến cái chết của Chúa, nhưng Chúa muốn làm như thế cho đến cùng. Có lẽ đây là tình yêu. Con hiểu rằng bao nhiêu lần chúng con vấp ngã không phải là vấn đề. Sẽ có một lần cuối cùng, có lẽ là thử thách tồi tệ nhất, khủng khiếp nhất, khi cho chúng con được kêu gọi để tìm ra sức mạnh chịu đựng cho đến cuối cuộc hành trình. Đối với Chúa Giêsu, cuối cùng là chịu đóng đinh, là sự vô lý hiển nhiên của cái chết. Nhưng điều đó lại cho thấy một ý nghĩa sâu sắc hơn, một mục đích cao cả hơn, là ơn cứu rỗi cho tất cả chúng con. Lời nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con mỗi ngày ơn can đảm để đi tiếp trên hành trình của chúng con. Xin cho chúng con đón nhận đến cùng hy vọng và tình yêu Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho mọi người có thể đối mặt với những thử thách trong cuộc sống với sức mạnh và lòng trung thành của Chúa trong những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc hành trình của Chúa đến cái chết trên cây thập tự.